Chào mừng mọi người đã quay trở lại với 29 Vlog. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình phải ra ngoài đồng cốt đất các bạn ạ. Hôm nay nhân tiện đây mình xin sẽ quay một cái clip siêu đặc biệt luôn. Đó chính là đào một cái bẫy thả toàn phân trâu xuống cái bẫy hình trường các bạn. Nó đang ở nhà trong nhà. Dám lừa em về ra ngoài đấy. Đúng chơi không? Ở nhà chơi điện thoại. Rất là lừa. Bây giờ mình sẽ đi đào nha các bạn. Đi theo chơi nha mình đi. Vừa tìm được một chỗ rất đẹp luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đào ở chỗ này nhá. Đây các bạn xem này. Đấy. Trời đất nó mưa nó ướt rất là mềm luôn, rất là dễ đào. Bây giờ mình sẽ tiến hành đào cái bẫy nha. Nam hiệu. Các bạn ơi, đây là cái bẫy mình đào xong nhá. Các bạn nhìn này. Hơi bị sâu luôn. Bây giờ mình sẽ đi lấy phân trâu và cỏ để đắp lên cho nó không biết nhá. Nó bây giờ mới xung quanh đây này. Quét cả tảng lên đấy. Tảng cho bẫy. Thế
đưa bạn vào gọi anh Trường nha. Anh Trường nhà gọi điện thoại cho anh rồi. Mấy tảng quá em quay được rồi. Bây giờ mình sẽ đánh dấu cái bẫy này bằng mấy cái hoa nha các bạn, để phân biệt nhá. Rồi mình sẽ vào đây điện thoại để gọi anh Trường cho nó ra sập bẫy. Ngồi chống anh vào điện thoại. À, mình vừa nhớ được mối thù của anh Phú với anh Trường suốt ngày dành mình cho mình là làm dương, làm sắm. Anh sẽ đổi này sang bên kia. Mình vừa gọi cho nó rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ ngồi đây đợi nó ra nha. Tụi nó sẽ dẫn đến cái chỗ bẫy. Đeo đến nha. Xong anh mình chạy. Thằng Trường nó đang đi chuẩn bị ra rồi nha các bạn. Đến đây đi, con nghe đây. Nhanh lên, đến quay nướng cá. Chờ bố anh đến để ăn thôi đấy. Ngoài đồng bây giờ toàn hoa, hoa này hoa cứ lợn đúng không nhỉ? Nhưng mà nhất là nhiều hoa các bạn nhìn này. Mệt thối ruột ta. Mệt thối ruột. Mệt đáy hay là cá chuẩn bị tắt xong kia rồi. Đấy mày thôi. Quay giờ. Đâu quay đinh tinh quay hoa cứ lợn nè. Mẹ quá. Đây đằng kia kia bao nhiêu cá ngon. Nướng à? Nướng, hôm nay nướng siêu cay. Cái trận nướng này anh câu ngồi à? Câu à? Ai câu được, ai câu được. Đây vừa câu được xong. Câu cá mùi dầu. Nhiều gối kéo ra được luôn. Xanh mẹ quá. Ừ. Mẹ đi cho ăn cá hầm đi nữa đỡ ở trong nhà. Đây gọi sẵn cho mày. Đây đằng kia chuối kia. Đây làm sẵn một nồi cá to, siêu to khổng lồ. Vào đồ luôn. Bây giờ có hổ ở đây. Mày quay tao không? Tấm đã hổ bay à? Ấy là lừa. Đám đạo hồ bay thà thanh niên à? Tự mình bay mình. Ngu. Tự mình bay mình sướng không? Thật sự là hôm nay màn tròn cả mình không được thành công là do một số lỗi kỹ thuật các bạn ạ. Đây do thằng này chọn nó dám đổi vị trí cái mình đánh dấu ấy, nên quay là mình cầm điện thoại quay ấy, nên mình không để ý ngã phát mùi. Đúng là gây ông đập đứng ông. Nắm trồn mày. Các cụ nói cấm sai. Gieo như nào gặp quả đấy. Mày dạy đấy. Giết là ngày mày dạy đấy. À thật sự là một số video của kênh mình năm mới ấy, của mình quay chưa có kinh nghiệm ấy. Các bạn nếu có thắc mắc hay là chia sẻ gì, các bạn hãy bình luận xuống bên dưới nha. Mình sẽ đọc từng bình luận và thả tim cho các bạn nha. Video của mình cũng đến đây cũng chỉ được kết thúc. Nếu các bạn thấy hay để lại cho bọn mình một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để ủng hộ anh em tụi mình. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Giờ mình cứ bỏ đây này. Đây. Các bạn lắp vô lòng thì cứ bỏ. Ấy. Ý, thế thì làm thì cứ bỏ.